Mình là Minh Trang, mình quê ở Vũng Tàu. Hiện tại mình là giảng viên thanh nhạc. Ba mẹ mình vẫn là muốn con cái tự chọn một cái ngành nghề cho mình. Ba mẹ biết mình thích nhạc nên cũng đồng ý cho mình theo học nhạc ở nhạc viện. Hiện tại thì mình thích là đi dạy. Cách đây mấy năm về trước thì mình suy nghĩ ngược lại, mình chỉ thích đi hát. Ngàn bao tố, ngàn bao tố phong ban, bát ta vượt qua, vượt qua. Từ cái lúc mà mình đi dạy thì mình thấy mình truyền được cái kinh nghiệm của mình cho các bạn học viên á, từ những cái bạn mà chưa biết cái gì về vị trí âm thanh hoặc là cao độ nó chưa có chuẩn, thì lúc đó các bạn đó dần dần càng ngày tiến bộ hơn thì mình cảm thấy là mình rất vui. Mình dạy cho sinh viên ở trường theo chính quy á. Bên cạnh đó thì mình cũng dạy cho những anh chị mà dân văn phòng hoặc là kinh doanh, những người mà thích hát, người ta muốn đăng ký mình học hát. Mình nghĩ ở nhạc viện hoặc là hay một cái ngôi trường về âm nhạc nào đó là cái nơi mà đào tạo cho các bạn cái nền tảng kiến thức âm nhạc đầu tiên, giống như là có một cái bước đệm á. Còn cái việc mà sau này các bạn trở thành ca sĩ hoặc là theo về con đường âm nhạc thì mình nghĩ là các bạn nó cần phải trau dồi nhiều cái, ví dụ như là kinh nghiệm sân khấu, cách xử lý bài như thế nào. Nếu mà các bạn đi theo con đường chuyên nghiệp thì mình khuyên các bạn là nên dành một chút thời gian trau dồi kiến thức âm nhạc, ví dụ nhạc lý hoặc là đường thanh này nọ, sẽ bổ trợ cho các bạn rất là nhiều.